Thưa sư, có phải đời hiện giờ dưới giáo pháp của Đức Thế Tôn Gautama, Ngài tu theo hạnh trí tuệ 20 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp là giác ngộ nhanh nhất, thì mình cũng đang tu theo giáo pháp trí tuệ của Đức Thế Tôn Gautama nói riêng và chư Phật ba đời mười phương nói chung, thì khả năng chứng đắc của mình có được nhanh hơn so với giáo pháp của các vị Phật tu các hạnh khác không, hay phải tùy căn cơ của chúng sanh? Xin thưa với quý vị á, việc chúng ta tu học và theo giáo pháp của Đức Thế Tôn hiệu Gotama, Ngài tu theo hạnh trí tuệ, điều đó không có nghĩa là chúng ta toàn bộ là theo hạnh trí tuệ hết, không có, mà trong đó vẫn có những người nặng về đức tin và có những người nặng về tinh tấn. Điều này cũng đã được nhắc đến rất nhiều ở trong Tăng Chi ha. Tức là có những vị đó là chứng đắc do thiên về tính cũng có đó, rồi có những vị chứng đắc mà thiên về tấn cũng có. Cho nên là điều này không có thể hiện ra cái chuyện là mình theo Phật Thích Ca thì mình phải theo hạnh trí tuệ, thì điều đó là không có cơ sở ha, đủ cả ba hạng người. Cho nên là hãy cố gắng nỗ lực tu tập để vun bồi hạnh giải thoát, và sẽ qua câu hỏi tiếp theo.